Nhiều tin nhắn lắm anh, rất là nhiều luôn mà em không tại biết vì thực là sự ai là luôn. chồng em đào hoa Thật sự lắm. không biết là ai. Tới lúc mà hai vợ chồng em quen là hoàn toàn là giống như là hai người đã có kinh nghiệm hết rồi, nên là không có, rất là suôn sẻ. Rồi tính Rồi cách bây của hai giờ vợ chồng em cũng không hợp luôn. Quen nhau tầm khoảng là 4-5 tháng thôi là hình như là hai đứa em muốn chia tay là chắc có 10 lần có. quen ít mà quen Tức thời là gian cái ngắn. tính của cái anh này, cái tính của anh này là thích kiểm soát người khác. Ví dụ như bạn gái là ăn uống như thế nào, nhắn tin như thế nào, rồi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, cũng phải giải thích. Nó thì em thì cái tính cái tuýp người của em thì em không thích vậy. Đó, cho nên là mình cảm thấy nó bị khó chịu, chưa gì hết mình mới là người yêu thôi mà kiểm soát mình tới cái mức độ đó. Rồi ghen tuông, rồi ôi đủ thứ Thôi chút nữa đến cái phần tật xấu mình khui đó nghe. Đâu bây giờ được luôn rồi nè, Rồi, vô luôn nè. vô Bây giờ đi. nếu vậy thì sau khi lấy nhau rồi là còn cái tật đâu, em kể luôn cái tật xấu luôn đi. Sau khi lấy nhau rồi á, lúc mà sinh con xong á, thì mới bắt đầu phát hiện tật nhiều. Trời ơi cái màu hồng nó ngọt ngào quá trời đẹp. Chào hai em. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Mai Tiền, năm nay em 32 tuổi. Thì hiện tại thì em có một công ty riêng chuyên về phân phối những dòng sản phẩm về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, và chào quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là anh Toàn, hiện là cùng tuổi với vợ là 32 tuổi. Em là nhân viên ngân hàng ạ. Tụi em là ở thành phố hay là ở đâu, ở tỉnh? Thành phố Cần Thơ ạ. Bây giờ đó, chia sẻ cho anh biết coi là hai em lần đầu tiên tình yêu nảy nở như sao? Hai vợ chồng em á, thì có một người bạn chung, nhưng mà chơi cũng rất là lâu rồi. Tuy nhiên á, là hai cái nhóm bạn khác nhau hoàn toàn luôn. Thì cái thời điểm mà em vừa mới chia tay bạn trai tầm khoảng vài tháng thôi, thì gặp lại cái anh đó, thì anh bạn đó mới rủ đi uống cà phê. Lúc đó là mới gặp anh này. Mà cái ấn tượng đầu tiên em gặp chồng của em á, thì em cảm thấy là ông này làm cái gì mà cái mặt chảnh chảnh, thấy ghét. Xong rồi cái thái độ nghênh ngang lắm kìa, em nhìn em thấy khó chịu lắm. Thì mình cũng xã giao mà, mình chào rồi thôi, mình nói chuyện với lại mấy anh em kia. Xong rồi mấy anh em rủ nhau đi ăn. Thì lúc đó là cái ấn tượng, là cái ấn tượng lúc này là ấn tượng xấu về nhau rồi. Anh có kể nghĩa tiếp là đi. Đầu tiên á là không ưa nhau. Không ưa. Còn em sao? Dạ lúc mà đi ăn thì hai vợ chồng em đi ăn chung với cái anh bạn giới thiệu đó. Em là cực kỳ ghét mà ăn, mà mình nhìn vô món đó đi, mình muốn ăn cái gì mình gắp một cái rồi xong, không có bươi, với lại mà dùng cái trong cái nồi lẩu thì nó có là cái như em như cái gà giá vậy, bươi trong nồi lẩu nó có cái giá cái muỗng nhưng mà xọc cái muỗng vô giống là đúng ngay chỗ em ghét nó. Rồi cái bà này thiệt, cỡ nào nào cỡ thôi luôn đi, đi lần này đi ăn cái rồi thôi. Tại lỡ ăn rồi xong rồi về rồi xong rồi làm sao mà gặp nhau được ta? Sau cái lần đó là em mới chuyển công tác qua bên một công ty bảo hiểm phi nhân thọ, thì em mới liệt kê hết toàn bộ danh sách bạn bè em coi là ai đang làm ở bên lĩnh vực ngân hàng để em đưa vào. Xong cái em lướt lướt Facebook, em thấy anh này đây nè quen, làm bộ nhắn tin kết bạn Facebook. Chủ yếu mục đích của mình là để mình moi thông tin, mình hỏi coi ở trong đó là người ta như thế nào, về chiết khấu, về hoa hồng này nọ các kiểu, để mà mình đi cho nó dễ. Tóm lại là mục đích là lợi dụng đó. Mục đích là lợi dụng. Thì em mới hẹn anh này ra một buổi, hôm nào là anh em mình uống cà phê một buổi để em gặp em trao đổi công việc. Thì cái anh này á thì nghĩ là chắc nhỏ này nó thích mình. Nghĩ như vậy thiệt. Nói là thôi bây giờ em ở đâu anh qua anh rước em uống cà phê. Thì em là người mới quen, không bao giờ mà em cho người lạ hay là bạn bè gì mà qua để biết nhà của em hết. Tại vì lúc đó là em đã có nhà riêng rồi. Sẵn anh này thì ở ngay trung tâm thành phố, em mới nói là bây giờ anh cho em địa chỉ nhà đi. Thì em chạy ngang qua rồi em ghé em rước luôn cho nó tiện. Đó. Mặc định trong đầu lại nói là mình thích ổng nữa. Nhưng mà em thì sao? Em gặp một đôi lần thì em thấy cô này sao? Giống như là muốn chiếm đoạt hả chị? Tại vì đi chơi xong rồi đưa về nhà, giống như là cái hành động của người đàn ông vậy. Giống như một cái người đang theo mình đi, nữa. Đi săn á. Đi săn. Săn mồi. Lúc đó ông không có hiểu cái mục đích của mình. Dạ không hiểu anh. Nhưng mà rồi sao? Rồi đến lúc nào thì em cảm thấy là cái cô này mà... Dạ tới lúc nói chung mưa dầm thấm đất á chị. Em nhớ trên cầu Quang Trung mà trời lạnh lắm. Tự nhiên lấy cái áo mưa chùm em. Tức là lấy cái áo mưa chùm em hay là chùm phía trước thay vì cái áo gió mà chùm cái áo mưa. Nói chung là những cái hành động nhỏ nhỏ nhưng mà nó ấn tượng. Tức là cái áo mưa chùm cho em chứ không có chùm cho cổ. Dạ cổ ngọc ngoài sao chùm em là. Tức là như vậy là chị dạ. Đang trên đường về thì mưa bắt đầu là mưa phớt phới rồi. Em lấy cái áo mưa em cứ chọn ở phía trước.
em che cái bụng, cái áo, cái ngực của anh này lại. Nhưng mà cái lúc đó em nói thiệt đi, lúc đó là em đã để ý anh này chưa hay là vẫn còn lợi dụng không? Lúc này thì nói chung là cũng có ấn tượng là tốt tốt chút xíu rồi, tại vì cũng đi uống cà phê thêm vài lần thì cũng có nói về cái đời tư của nhau, cũng nói là à anh cũng đang mới vừa chia tay bạn gái cũng vài tháng, thì bây giờ anh độc thân em cũng độc thân, thì cũng đang là chuẩn bị là mở lòng để cho cơ hội hai đứa tìm hiểu. À lúc đó đã thích nhau thích rồi. Trời, em hỏi cũng bằng thừa, chị nói em nghe. Cái người phụ nữ đó, người ta chỉ có cảm tình ta mới làm cái hành động như vậy. Tại vì vậy nè, không á là dừng xe lại trùm áo mưa rồi mạnh anh ấy, còn này là em phải nhớ khi em vòng về là tay em bắt buộc phải ôm nữa. Em hiểu không? Em choàng vậy là tay em phải ôm để vịn. Là đúng rồi. Nó rớt áo mưa làm sao? Vịn rồi thì chuyện gì xảy ra? Vịn thì phải ngồi. Là đụng nhau thôi, va chạm. Rồi chưa tính cái chuyện đi xe thắng đồ dần tới dần lui. Mà lên cầu nữa. Em phát hiện ra điều gì nói chị nghe. Thấy ok quá hả? Tại sao ok vậy? Dạ. Thấy nó cấn chị. Thấy nhưng mà cấn như là cái gì? Dân đàn ông hay nói là cái gì là điện nước đầy đủ đúng không? Dạ đúng. Rồi bây giờ nè, kể từ ngày choàng tay qua đó. Đưa cái áo mưa nè, cái áo mặt. Là chính thức là lúc nào tụi em yêu nhau? Đúng. Bao lâu? Cách đó cũng khoảng thêm cũng khoảng nửa tháng nữa anh chị. Tại vì cũng ngay dịp 1 tháng 6. Sao lượng nghe cho cái ngày quốc tế thiếu nhi vậy? Dạ, em thấy nó cũng dễ thương. Tại vì quen nhau lần thời điểm đó là em thật sự là cũng hai vợ chồng rất là khờ. Đêm động phòng còn ấn tượng hơn nữa chị. Sao? Cái đêm động phòng á, tại vì theo cái phong tục tập quán của người xưa là phải ở bên nhà chồng 3 ngày mới được về nhà mình ở. Đó. Thì cái đêm đó là sau khi mà đãi tiệc xong thì hai vợ chồng em là vòng vàng khẩu trang, thì lúc đó chưa có xe hơi đâu, đi xe máy thôi, là em gom vào trong một cái túi, em quăng ở trong cái cốp xe đi chơi, đi bứt chơi. Đi xong hai vợ chồng say xỉn quá, cuối cùng tới thời điểm tầm khoảng 2 giờ sáng mới về. Ông này xỉn quá mở cửa ra dẫn xe vô cái út. Xong em lững thững đi sau, quay xe qua xe lại, thấy khóa cửa mất tiêu, đi lên ngủ luôn. Bỏ em ở ngoài. Xong rồi em nằm dài ở cái băng đá mà ở đối diện nhà. Không, lúc đó thì em chưa xỉn, nhưng mà có cái là em không có liên lạc được ai hết, điện thoại hết pin. Xong em nằm dài như vậy, em đợi, em nói trời ơi trời, cái ông này, cái đêm tân hôn mà mình nằm ở ngoài, mình nằm xẻ lai mà mình ôm cái túi vàng, mình ôm cái túi vàng cưới mà mình nằm dài ở trên đó mình đợi, không biết chừng nào ông mới tỉnh, ông mới ra, ông rước mình vô. Xong rồi ông này ngủ tầm khoảng tiếng đồng hồ, chắc là mò tới mò lui không thấy anh vợ đâu. Mới điện thoại, em nói anh bóc điện thoại điện cho mười mấy hai chục người bạn, anh ơi vợ em đâu rồi, chị ơi vợ em đâu rồi. Lúc đó là em sao bị quản á, quéo rồi hơi bị quản, mình nói trời ơi chết bà rồi, vợ tôi có chồng, vợ mất cái gì mất nữa. Em sợ em vợ em có chuyện đang ôm vàng nữa nên em sợ lắm, rồi em đi ra nói chung cho em đúng không. Rồi lúc đó em sao? Không chữa mày tào lao quá. Lúc đó là em nói là em không mới nói là em giận thì em muốn ôm đồ em bỏ về luôn á. Không có một cái người chồng nào mà có một thể nào đối xử với là một cái người vợ mới cưới mà như vậy. Quá dữ luôn, đám cưới ấn tượng ha. Nhưng mà hỏi nè, trước khi đám cưới đó, trong cái khoảng thời gian mà yêu thương cho đến khi đám cưới đó, thì nó có trục trặc, nó có bất trắc gì, nó biến cố gì xảy ra không? Nhiều lắm. Trước khi mà em mới bắt đầu quen á, là em phải xử lý rất là nhiều. Nhiều. Rất là nhiều những cái mối quan hệ ngoài luồng. Ví dụ trước khi quen em. Cái trường hợp nào mà đặc biệt nhất đâu em kể nghe. Trường hợp đặc biệt nhất là có một bé đó, em cũng không biết là bé đó ở đâu nữa. Thì bé này em cũng chắc đoán là chắc cũng trẻ, kiểu tin tin. Ông này thì cái kiểu tin tin ngọt ngọt khoái lắm. Nhắn tin, biết là ông xã em quen em rồi thì bắt đầu nhắn tin, điện thoại, chửi bới. Rồi những cái người yêu cũ cũng vậy luôn. Ủa là nhắn cho em á? Là nhắn cho em á? Nhắn cho em luôn á. Với lại là cũng có một số người nhiều khi là thích cái anh này. Đó, cho nên là họ hay làm, họ chơi những cái trò như vậy thôi. Thì mình thấy cái con nít quá. Khi quan trọng là cái thời điểm mà vợ chồng em bắt đầu quen nhau là có rất là nhiều người mà giống như nhiều tin nhắn lắm anh. Rất là nhiều luôn mà em không biết là ai luôn. Chồng em đào hoa lắm. Không biết là ai. Tới lúc mà hai vợ chồng em quen là hoàn toàn là giống như là hai người đã có kinh nghiệm hết rồi. Nên là không có, rất là suôn sẻ. Rồi tính cách của hai vợ chồng em cũng không hợp luôn. Quen nhau tầm khoảng là 4-5 tháng thôi là hình như là hai đứa em muốn chia tay là chắc có 10 lần có. Quen ít mà quen... Tức là cái tính của cái anh này là anh này là thích kiểm soát người khác. Ví dụ như bạn gái là ăn uống như thế nào, nhắn tin như thế nào, rồi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, cũng phải giải thích. Nó thì em thì cái tính cái tiếp người của em thì em không thích vậy. Đó, cho nên là mình cảm thấy nó bị khó chịu, chưa gì hết mình mới là người yêu thôi mà kiểm soát mình tới cái mức độ đó. Rồi ghen tuông,
rồi ôi đủ thứ hết. Thôi chút nữa đến cái phần tật xấu mình khui đó. Đâu bây giờ được luôn rồi nè, rồi. Vô luôn nè. Bây giờ đi. Nếu vậy thì sau khi lấy nhau rồi là còn cái tật đó không? Em kể luôn cái tật xấu luôn. Sau khi lấy nhau rồi á, lúc mà sinh con xong á, thì mới bắt đầu phát hiện tật nhiều. Thứ nhất là ổng hay cà khịa với con lắm. Ổng hay cái kiểu giống như là hai vợ chồng mới cưới mà thường ngủ là phải ôm ấp nhau, thì khi mà tự nhiên đùng một cái có một cái thành viên khác xuất hiện, nó chen ngang, nó nằm ở giữa mà. Nó nằm ở giữa. Mình chăm con nhỏ thì mình thường xuyên là mình nằm, mình cho con bú, mình ngủ quên nữa. Xong cái bỏ ông này nằm một bên, xong cái buồn, tức, không biết làm gì. Cái bắt đầu anh thấy cái niệm của mình á, chà, lấy cái chân nè, chà, rẹt, 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 rẹt. Giống như để cho mình biết là đang bức xúc, đang bực bội đó. Mà tại sao con ngủ rồi mà lại không qua ôm ổng? Ghen với thằng nhỏ. Ghen tới thời điểm bây giờ vẫn ghen như vậy. Con mấy tuổi rồi chị? Con em cũng được gần 4 tuổi rồi chị. Trời ơi, con trai gái? Dạ bé trai. Không, ông càng ghen nữa. Ở nhà thì vợ chồng em có cái nickname của toàn gia đình là Toàn Tiền Đô. Toàn, thằng nhỏ tên là Tiền Đô đúng không? Nhỏ tên là Đô, em Tiền, em là Tiền. Nhà Toàn Tiền Đô. Toàn Tiền Đô. Thì đứa nhỏ tên La. Toàn Tiền Đô La. Vậy em đang kiếm là La. Đúng không? Thêm cái tật xấu gì nữa không? Cái tật xấu của chồng em nữa là rất là thích nhậu. Anh thường xuyên á là ví dụ như những cái công việc nhà hoặc là hư cái này cái kia mà em phải nhắc nhở nhiều lần anh mới làm. Nhưng mà bạn yêu cầu bạn gọi nhậu là ở đâu cũng ba chân bốn cẳng chạy. Ham vui lắm. Như vậy thì trong tất cả những cái tật xấu đó của chồng, em mong mỏi chồng em thay đổi điều gì nhất? Em mong mỏi cái vấn đề chồng em thay đổi nhất á là khi mà rảnh thì hỗ trợ em cái vấn đề công việc là cái thứ nhất, cho thật sự là nó chuyên tâm. Rồi cái thứ hai nữa là em muốn là chồng cũng hạn chế bia rượu nhậu nhẹt chơi bời. Cái thứ ba nữa là em muốn chồng em thay đổi là thay vì cái thời gian mà chơi với bạn bè nhiều thì em muốn là chồng em học thêm những cái kỹ năng để mà dạy trẻ. Tại vì thường là cái độ tuổi mà trẻ lên 3 trở lên đó là bắt đầu là nó biết cách là nó tìm hiểu, nó khám phá rồi. Và nó thường hay cãi lại lắm, nó hay bướng lắm. Thì cái đó thì vợ chồng phải đồng lòng và phải tìm ra những cái cách phù hợp phải xử lý. Rồi tới em đó. Vừa nói tật xấu mà vừa nói luôn mong muốn thay đổi luôn đi. Vợ em thì cái tật xấu của vợ em không thích là em chỉ là ăn tiếng nói thôi. Nếu mà một vấn đề mà dù cho vợ đúng nhưng mà vợ nói cọc cằn là chồng cũng không nghe nữa. Nên là có một vấn đề là vợ cần hoàn thiện chỉ là ăn tiếng nói thôi. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Trước khi mà có vợ là em đã quen với những cái người bạn gái trước đó, là chăm sóc cho em rất là tận tình á, thì rất chu đáo. Nhưng mà còn vợ em á, nhiều khi em đi chơi tới sáng cũng không gọi. Cái đó thì em rất là bất ngờ. Nói là sao mà những người con gái khác đều có mà vợ tôi không có. Vợ em có một cái là không có ghen, nhưng mà những cái hành động không ghen nó làm cho người khác sợ. Tại vì những cái người bạn gái trước của em rất là ghen em, ghen cực kỳ luôn. Em đi đâu cũng là ghen lắm. Nhưng mà vợ em là em đi tới múc chỉ cũng không ghen gì hết, cũng không gọi gì hết. Nhưng mà những cái gì làm cho em đặt dấu chấm hỏi. Nhưng mà bây giờ ngược lại này, chị hỏi em, tức là em đi nhậu mà vợ em gọi em hoài luôn, rồi em có khó chịu không? Dạ khó. Thì bởi vì chính vì đó là em thấy lạ đặc biệt à. Dạ, nhưng mà em thích việc đó hay là em không muốn việc đó? Nói chung là em thật sự là người đàn ông không ai thích cái chuyện mà giống như là đi mà gọi hoài hoài hết á. Nhưng mà không gọi thì lại thiếu. Thực ra chị thấy như vậy nè em. Tụi em lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ 5 năm. 5 năm tức là thằng bé 4 tuổi đúng không? 5 năm trời thì cái thời gian nó cũng không phải là dài mà nó cũng không phải là ngắn. Nhưng mà cái cách mà của vợ chồng em á, tức là của vợ em xử sự á, nó giống như là của một cái người phụ nữ mà đã sống với người chồng đó khoảng là chục năm hơn. Thực ra mà nói á, đến một lúc nào đó vợ chồng phải đạt được cái ngưỡng là thực sự tin tưởng nhau, tôn trọng nhau về mọi phương diện thì mới sống được. Vấn đề thứ hai nữa là trong đầu em, nếu em còn cái suy nghĩ là tại sao so sánh giữa vợ em với những người bạn gái trước của em, là em phải bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Không bao giờ so sánh. Vợ là chỉ có một thôi, còn người yêu có thể là 5-7 cô cùng một lúc, nhưng vợ là chỉ có một thôi. Em chỉ có thể so sánh người yêu này với người yêu kia thôi, chứ không được quyền lấy những người yêu đó so sánh với vợ của mình. Cái đó là cái kinh nghiệm. Tại vì sao trong đầu em vẫn còn suy nghĩ đó, thành ra em bị khó chịu về những cái chuyện đó. Dạ đúng rồi. Em phải nghĩ là cuộc sống của em bây giờ đang rất là thoải mái, kinh tế ổn định nè, con vợ giỏi giang nè, đúng không? Thằng con trai ngon lành nè, đúng không? Mà mình đi đâu, mình làm gì mình rất là thoải mái. Nếu vợ em không nhắc em phải tự điều chỉnh. Chứ đừng có để là tại bà không kêu mình đi luôn, không có. Mình bây giờ là người chồng, người cha, người trụ cột của gia đình rồi. Mình phải biết cái giới hạn giờ giấc để làm chi. Hồi nãy vợ em có nói đó, dành cái thời gian với bạn bè, dành lại một chút để mà lo cho vợ, lo cho con. Đặc biệt là lo cho thằng con. Thằng con trai nó cần cha dữ lắm ạ. Anh nói chung là chúc mừng hai vợ chồng em.
Đó. Dạ, hai chồng thành đạt nè. Rất thành đạt. Bây giờ chúc mừng toàn nè, cái tiền đô. Đây nè. Chúc cho năm sau có con bé La La nó xuất hiện. Không, ngoài đó. La La là phải ngưng rượu nha. Dạ đúng rồi. Bớt rượu lại về nhà ăn nhất. Cơm với vợ. Năm sau La La xuất hiện. Đó. Đó. Cảm ơn anh chị. Thôi xin cảm ơn hai em.